Uống chén nước đây này. Vâng, xin bác. Có lẽ từ mai tôi nghỉ cái quán nước chè này thôi. Sao thế ạ? Mệt lắm, không thể nào mà kham nổi. Lúc thì phô tô, lúc thì bán nước, cứ chạy loạn cả lên, không xuể đâu. Ơm, em lại cứ tưởng là trên phường người ta bảo bác dẹp, mà bác cứ làm như là bác đông khách lắm ấy mà bảo là không kham nổi. Không, ý tôi không phải là như thế. Cái chính là mình làm cái gì một cái thôi cho nó tập trung. Nếu mà tập trung vào quán nước chè thì chén chè nó ngon, mình tập trung vào cái quán photo thì cái máy photo mực nó đậm nét. Chứ bây giờ mà cứ một công đôi ba việc như thế này, nó mất tập trung mà làm nó lại không xuể. Các cụ bảo rồi, làm một cái gì một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Bác nói cũng đúng. Như em đây này, ví dụ mà em đang vá dở tay, tự dưng bà Xuyến bà bảo là đưa bà một cuốc xe ôm lên chợ, em xẻ người em ra làm đôi à? Đúng là làm cái gì chỉ làm một thứ thôi nó tập trung bác ạ. Đấy, em ghét nhất cái hàng phở ở đầu phố. Cái đời thủa nhà ai lại bò gà. Em và em thấy có những cái thằng nó gọi là ê, cho một bát gầu gà, nghe có lộn ruột không? Đấy, khổ thế. Đúng là một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh chú ạ. Đúng đấy. Bác ạ. Xin chào đồng chí. Vâng, bác giúp em việc. Em muốn nhờ bác viết hộ em cái thư tay. Thư tay à? Dạ. Chết. Thư tay thì chú tự viết chứ ai lại nhờ tôi. Thế thì em không viết được. Bác ra đây, bác ra đây. Cái bác giám đốc này ấy là họ hàng với nhà em. Thế chú viết cho giám đốc để xin cái chân gì? Dạ em xin cái chân bảo vệ. Ui giời. Là họ hàng với giám đốc sao không xin cái chỗ nào mà nó thơm thơm ngon ngon một tí để làm bảo vệ. Trợ lý hay là phòng hành chính cho nó nhàn. Làm bảo vệ đầu tắt mặt tối, làm đêm làm hôm vất vả lắm. Này em nói hai bác nhá. Hai bác đừng khinh cái chỗ là bảo vệ nhá. Càng những chỗ như thế nhá, lại càng cần phải con ông cháu cha mới được vào làm nhá. Thế à? Không cần bằng cấp gì mà. Ra là thế. Trời ơi, bởi vì là không có bằng cấp, không có chuyên môn. Nhưng mà là họ hàng cho nên là vẫn nhận bừa vào mấy cái chân bảo vệ với tạp vụ ấy mà. Đấy, thì tôi hiểu rồi, Đấy, ví dụ, đây, hai bác đứng đây này. Đây, bác coi thường bảo vệ đúng không? Bây giờ bác vào, bác gặp bảo vệ, bác thử này. Diễn. Ừ, thì bảo vệ có cái gì đâu mà kinh. Được rồi, tôi vào. Đây, chú cầm đấy. Tôi vào cơ quan đúng không? Vâng. Rồi. Xin chào đồng chí bảo vệ. Bỏ tay xuống. Xuống xe, xuất trình giấy tờ. Xuất trình giấy tờ. Vâng. Giấy tờ gì ạ? Chứng minh nhân dân đó. Dạ, chứng minh nhân dân. Dạ, xin mời anh xem ạ. Chứng minh đây à? Dạ vâng ạ. Đấy là bảo hiểm y tế đó. Bảo hiểm y tế. Dạ, đây bảo hiểm y tế rồi. Đây. Dạ. Bằng lái xe đâu? Dạ, bằng sao lại bằng lái xe ạ? Dạ đây bằng lái xe ạ. Bằng lái xe. Dạ vâng ạ. Thế có cả giấy liên hệ công tác đấy ạ. Liên hệ công tác, dạ, được vâng rồi. Thế vâng giấy khám sức khỏe đâu? Anh bảo vệ này buồn cười nhỉ. Tôi đến xuất trình giấy tờ tùy thân, có cả giấy liên hệ công tác đầy đủ, anh lại còn đòi giấy khám sức khỏe là sao? Hả? Tôi cần giấy khám sức khỏe để nhớ ông có bị bệnh cúm H5N1, ông lên gặp giám đốc của tôi, ông lây cho cả cơ quan. Kinh à? Tôi không bị H5N1. Không bị H5N1 đó. Chứng minh đi. Tôi không bị là tôi không bị. Thế thì ta mới cần cái giấy chứng nhận sức khỏe. Khổ này, lắm. Tôi nói cho anh biết nhá. Này, bảo vệ như anh nhá, anh đừng nghĩ anh to nhá. Nếu anh làm việc kiểu như thế này nhá, tôi sẽ gặp lãnh đạo của anh, tôi đóng góp ý kiến nhá. Tôi nói với lãnh đạo của anh. Lên đi. Ê, ai cho vào vào đóng góp ý kiến. Lên đóng góp ý kiến đấy. Này, này, chú họ tôi đấy, lên mà đóng góp. Chú anh tôi cũng lên. Đương nhiên. Ai cho vào mà lên? Không đứng đấy, tôi cứ đứng đấy, bao giờ hết giờ làm việc tôi cho lên. Này, một vừa hai phải thôi nhá. Hết giờ làm việc lên gặp ai mà làm việc hả? Không để đấy, tôi đứng yên thế. Tôi không cho lên làm gì tôi. Thế đấy. Thế thì kinh rồi. Tưởng thế nào? Vứt hả? Lại còn ông nữa. Bác để em. Ông coi thường bảo vệ đúng không? Mấy cái loại bảo vệ hách dịch như ông ấy mà. Xin lỗi nhá. Đây không sợ nhá. Nào, bác phải này tôi không sợ bảo vệ đúng không? Tôi không sợ bảo vệ. Thôi được rồi. Bác không sợ bảo vệ thì tôi cho qua cái cửa bảo vệ. Bây giờ bác đến công ty bác gặp lái xe đi. Lái xe. Lái xe. Bảo vệ không sợ, lại cũng sợ lái xe. Lái xe gì? Lái xe đâu xếp đúng không? Đúng rồi. Nào. Lái xe hả? Ông anh. Cho lên gặp sếp cái. Vỗ vai anh. Gặp
Sếp đấy. Sếp nào? Sếp lớn hay sếp bé? Lại tôi gặp sếp, gặp sếp lớn, gặp sếp bé, gặp làm gì? Đứng yên. Sếp lớn đi vắng rồi. Này, ông đừng đùa với tôi nhé. Ông lái xe cho sếp lớn nhé. Trong khi ông ngồi đây mà ông bảo sếp lớn đi vắng. Vớ vẩn. Đứng yên. Tôi bảo đi vắng là đi vắng. Tôi bảo ở nhà là ở nhà. Quyền của tôi. Ông làm gì? Hả? Ông là lái xe mà ông lại bảo là quyền của ông á. Đừng có vớ vẩn. Vớ vẩn cái gì, đứng yên. Gọi điện lên cho nó. Alo. Bác đấy à? Bác đang ở trên phòng ạ? À? Đấy. Vâng. À, có cái cậu nào cậu đến đây cậu cứ lằng nhằng rồi gặp bác ạ. À? À, dạ. Ôi dồi mà lằng nhằng, nói lằng nhằng linh tinh lắm. Vâng. Không cho gặp à bác? Vâng. Không cho gặp. Ở đây, đây. Này, ông bỏ ngay cái kiểu ông vừa hỏi vừa trả lời đấy nhá. Rõ ràng ở trên phòng mà ông bảo đi vắng là thế nào? Tôi bảo đi vắng đấy. Đấy, đúng đó. Cái đoạn này. Hai bác. Nào, làm bằng thế ạ? Diễn kịch. Em có phải bảo vệ đâu, em phải lái xe đâu. Hai bác này. Ôi, diễn đạt quá. Diễn kịch. Thế mà bảo làm sao không bức xúc. Đấy. Bác thấy không? Bác đừng có coi thường. Càng chỗ thơm thì lại càng cần phải có họ hàng mới vào làm việc được. Bác hiểu không? Mà họ hàng ấy, nó phân ra nhiều cấp lắm. Ví dụ như cấp 1 nhá, là ruột thịt với nhà mình. Cấp 2 là họ hàng với nhà mình. Cấp 3 là họ hàng với họ hàng nhà mình. Cấp 4 là họ hàng với nhà mình. Đấy. Cấp 5 thôi. Họ hàng nào mà chả là họ hàng, sao lại cứ phải phân cấp ra nhiều như thế để làm gì? Bây giờ thế này. Em hỏi bác một câu. Vâng. Ví dụ em có một ông cũng gọi là họ hàng đấy. Vâng. Ông ấy là cái gì nhỉ? À, anh rể con và cô họ thằng em. Thế thì là cấp mấy? 7.5 rồi. 7.5. Vâng. Thế được phân công làm việc gì? Ôi giời ơi, gọi là làm cái việc tạp vụ hoặc là hợp đồng vụ việc. Này. Nhưng mà sao lại phân loại ra thế để làm gì? Đấy. Thì càng chỗ thơm thì càng họ hàng gần, mà càng chỗ họ hàng xa thì cho làm hợp đồng vụ việc hoặc là tạp vụ, thế thôi. Này, cái thứ nhất dứt khoát là phải quen, phải thân, họ hàng mới được nhận vào làm. Đúng. Thế người ta có chuyên môn, người ta có năng lực thì các ông không cho người ta làm. Đúng. Thậm chí người bố trí người ta là không đúng công việc, không đúng chuyên môn. Các ông làm ăn thế à? Thế phá cơ quan à? Hả? Làm ăn thế à? Ôi trời ơi, em biết đâu. Đấy là như thế, em biết đâu. Này, thoái hóa, biến chất, sa ngã. Ôi, nhá. Bác ơi, khổ quá. Em đến đây em nhờ bác viết cho em cái lá thư tay để em xin việc. Thế mà bác cứ chỉ mặt em thế, bác xỉ vả em thế. Bây giờ em hỏi bác có viết cho em không? Không biết đúng không? Thôi, thì em đi hàng khác. Đúng là một giờ người. Đúng là không hiểu ra làm sao. Thoái hóa, biến chất, sa ngã hết cả. Bác Phù ơi, em thấy cái thằng cha này nó nói đúng đấy. Đúng cái gì? Qua câu chuyện của nó, em thấy nó có lý đấy. Lý ở đâu? Cái loại như thế mà còn sống ở cái xã hội này thì không thể tiến lên được. Khổ quá, bác vẫn chưa hiểu ý em. Thế toàn bộ câu chuyện nó nói vừa rồi bác không hiểu à? Tôi chỉ hiểu, nếu mà còn những cái loại người như thế này ấy, thì đúng là thoái hóa, biến chất, sa ngã. Bác không hiểu, bác ra này. Bác ra chỗ này cho nó rộng. Đây. Em mời bác đứng đây. Sao? Cho nó rộng. Bây giờ để cho bác dễ hiểu nhé. Rồi. Em sẽ ví dụ. Em đố bác một câu. À, lại đố tôi hả? Em đố bác. Này. Đấy. Bác giải được xong phát bác sẽ hiểu ngay. Này, đừng có đùa nhá. Cứ trên rời dưới bẻ. Đố đi, tôi giải được hết. Được rồi. Bác nhớ nhá. Được rồi. Bác thử hình dung thế này. Rồi. Bác dắt thằng con trai của bác nhá. Rồi. Và một thằng cháu. Rồi. Lên một con thuyền. Rồi. Đấy. Đến giữa sông. À, mà em nhắc trước nhá, cả hai thằng đều không biết bơi. Rồi. Nhá. Sao? Đến giữa sông, thuyền lật. Cái bộ chú ý nhá, đừng có đố cái kiểu như thế. Em đang ví dụ thôi bác, cái buồn cười. À, được rồi. Em sao? Ví dụ thôi. Rồi, nhá. Sao nữa? Thằng con trai của bác nhá, và thằng cháu, nhớ nhá. Rồi. Thuyền lật, mỗi thằng dạt đi một nơi. Hai thằng không biết bơi nhá. À. Mỗi thằng dạt đi một nơi. Bác nhớ đây này, thằng con trai này, nó dạt sang bên trái. Rồi. Bên trái. Thằng cháu dạt sang bên phải. Tôi biết rồi. Yeah. Định hỏi tôi là cứu thằng nào chứ gì? Đúng rồi, nào bây giờ. Tôi biết. Bác cứu thằng nào? Được rồi, thằng con thì bên trái. Rồi, thằng cháu bên phải. Thì bên phải. Đố mẹo phải không? Bác cứ trả lời đi. Tôi cứu thằng cháu. Tức là bác bơi sang bên phải hả? Đúng. Này, nhưng mà bên trái là thằng con bác đấy nhá.
tôi biết rồi. Bác bơi sang bên nào? Đừng có đố mẹo tôi vẫn bơi sang bên phải. Này nước sông sâu lắm đấy chứ. Thì tất nhiên rồi. Bác bơi sang bên nào? Lật thuyền là phải sông sâu rồi, đương nhiên là phải bên phải rồi. Này, nhưng mà thằng con của bác nó không biết bơi đâu. Thì rõ ràng là cả hai thằng không biết bơi, mẹo đúng không? Tôi vẫn bơi sang bên phải. Bác vẫn bơi sang thằng cháu, đúng. Ok, kìa, thằng con bác này nó còn mỗi một cánh tay thôi kìa. Đấy, nào, bác bơi sang bên nào? Trái hay phải? Trái hay phải? Nói, trả lời nhanh. Bên phải. Vẫn bên phải. Này, nó còn mỗi túng tóc kìa. Nào, bên trái bên phải? Này thật đấy chứ không đùa đâu nhá. Này, bên trái bên phải? Nào, nó đang gọi bố ơi kìa, cứu con kìa. Nào, nhưng mà thật à? Thật đấy. Thật nào? Bên thật, nào? Trái hay phải? Đấy, cháu hay con? Thật, trái hay phải? Thật đấy à? Thật đấy. Bên nào? Bên trái. Bác thấy chưa? Bác thấy chưa? Bác thấy nó có lý chưa? Đúng. Giờ thì tôi thấy chú đúng rồi đấy. Chứ còn sao nữa, bác phải nên hiểu là nhất thân vinh ở đây không phải là để thân mình vinh đâu, mà là thân với người vinh.